Dê Huyền Tích. Kịch bản văn học, cố tác giả Hoàng Luyện. Kịch bản chèo, thạc sĩ Thế Song. Đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Lê Thanh Tùng. Trợ lý đạo diễn, nghệ sĩ Xuân Du. Âm nhạc, nghệ sĩ ưu tú Tuấn Hải. Biên đạo múa, nghệ sĩ ưu tú Khánh Toàn. Họa sĩ, nghệ sĩ ưu tú Doãn Bằng. Họa sĩ thể hiện, nghệ sĩ ưu tú Hồng Lâm. Ánh sáng, Quỳnh Thuận, Quốc Mạnh. Âm thanh, Quang Hoài, Quang Hải. Chỉ huy dàn nhạc, nghệ sĩ ưu tú Mạnh Tuấn. Chỉ huy đương diện, nghệ sĩ Xuân Du. Chỉ đạo nghệ thuật, giám đốc, nghệ sĩ nhân dân Vũ Ngọc Cải. Nhà hát chèo Thái Bình trình diễn. Sông quê này vắng bóng cha hiền, những bông lau cũng chất chứa nỗi niềm. Anh bay xa như trôi về miền thương nhớ. Cha ơi, kể từ ngày cha say mê theo tin tàu, con ở lại bến sông này để chịu tan cha. Ngày hôm nay niên đã đủ tròn ba, con xin cha cho con về dựng lại mái nhà xưa xinh xắn. Thank you.
trời, làng quê nghèo xương xác, mất mùa bởi thiên tai, siêu đè nặng đôi vai, lại còn thêm giặc cướp. Ốm đau thì không thuốc, bụng đói thì chẳng cơm, chỉ no những oán hờn, sống mà chẳng hơn loài run dế. Cha ơi, nhớ lời cha trước khi tạ thế, phải yêu thương đùm bọc những bần dân, con vẫn đi mỏ cua bắt cá xa gần, vẫn âm thầm giúp đỡ cho những người dân đói khổ. Cha ơi, con như cái hạt sa đằng một thân cô lẻ, xót thương cha mà khẽ nuốt giọt trâu, xót thương dân mà trăm mối u sầu. Con mong cha phù hộ để con giúp dân vượt qua mọi gian khó. Sống ở nơi đây chưa bao giờ thấy thuyền của triều đình ghé vào trong bến. Kìa, buồm cơn gió đang nhằm hướng ta thẳng tiến, mà ta thì không một mảnh vải che thân. Phải rồi, ta phải tìm cách trốn đi mới được. Trời ơi, nhưng trốn đâu? Trốn đâu giữa sông nước mênh mông? Chỉ còn một cách, ta sẽ vùi mình xuống trên đất bên trong, sẽ chẳng ai tìm ra ta được. Thiên lang,
giết là con nước cho em, dòng sông như tấm lụa mềm biết khách. Hôm nay ta vẫn được hòa mình vào dòng nước mắt lạnh. Nào, hãy mang huy màn cho ta được tắm ra. Trời khéo cờ kẻ cô bần, chỗ ta ẩn thân lại chính là nơi thần tiên hạ phóng. Ta không phải thần tiên, nhưng người là ai? Sao, sao trên người lại không có nổi một mách khó? Tôi chỉ là một lạc dân nghèo khó, bữa đói bữa no mỏ cá ở ven sông. Trừ đồng tử là tên, đời cay đắng chất chồng. Về làm chữ xá nằm bên dòng sông ca, làng tôi nghèo dân quanh năm bươn chải, mà giặc giã thì cứ phá liên miên. Đứng sự lo toan vạn mối ưu phiền, cái ăn không đủ thì kiếm đâu ra cái mỏng. Ta ấm thêm sự nềm vàng hối bạc, trốn hoàng cung nhà nhạc quan ca. Tôi không ngờ dưới sự cai trị của đức vua cha, nhưng lạc dân lại kêu la đói khổ. Ta thật đáng trách. Mà như vậy có nghĩa người là ta chính là tiên sư con gái của Hồng. Ôi, xin công chúa tha tội. Dạ, kẻ hạ thứ dân. Dạ, kẻ thứ dân này thực là đáng chết. Chàng, chàng không có tội. Người có tội là ta. À, là cha ta phải phải. Nào, người, người hãy đứng lên đi. Ôi. Nào, ta cho gặp em rồi. Dạ. Ta muốn được nghe những tâm sự của chàng, dẫu nắng dẫu cay, xin chàng bày tỏ. Dạ, thưa công chúa. Mẹ mất sớm lúc tôi còn quá nhỏ, cha ấm tôi vẫn đỏ hòn trên tay. Tôi lấy con trai ngày một tháng ngày
và một đêm cha vốn đau không được phục vụ, lúc lâm chung chỉ một manh khô rách che thôi. Ông xác cha là đau đớn vô cùng, manh khô lạnh tôi dành phần cha mặc. Ba năm vùng tan không rời cha được khắc, làm mặt cùng lau cùng nắng gió. Mà chưa hiểu trong tâm trạng buồn chờ, thả hồi phục trong lòng chàng vô lượng. Hè nhau đây như bó trong nước mắt, vui mình trong những an lành, không bằng chữ đức học từ nhân gian. Chàng như Phượng Hoàng, làm sao tôi dám mộng? Các tiên lầu vàng quyền cao môn trường cũng không sánh được với chữ hiếu chữ tình. Con người ta chọn kiếp nhân sinh dễ đầu hành ngộ được người mà mình mến trọng. Thiếu dẫu ở thân vàng không bạc lòng cũng không cao bằng đức vòng của chàng. Chàng như một cánh chim bằng, thiếp như nhành liễu dõi theo đăng trình. Lòng nàng như ngọc trắng trinh, nhưng còn vương pháp thế tình tinh sao? Chàng hãy cứ yên tâm, thiếp tự lo liệu được. Và lại chàng đã thấy dung nhan của mình, phải chăng là duyên kiếp trời ban? Trong giấc mơ thấp thoáng ánh vàng, người trong mộng chính là chàng. Nắng như vườn sáng non ngàn, càng xuôi càng tỏ đá vàng tinh ta. Tiếng thủy lạnh vượt ốc đa, thảo lên lúc xuân tiên cao.
nên khi em mềm nắng dây giờ bên lắm tình đã đậm con gì
hàng trăm năm. Tự nhiên hạnh cổ sát cầm, xin nguyện hai chữ đồng tâm cùng nàng. Vì muốn thành thân với tên Lạc Dân họ Trừ.
hoành hơn cái tên hạ dân họ Chử. Ê, dạ, khởi bẩm lạc vương, tên hạ dân họ Chử quả là một tên phù thủy. Chắc chắn hắn đã dùng bùa mê thuốc lú để mê hoặc Mỹ Nương. Dạ, việc này thật quá rõ ràng, xin lạc vương minh xét ạ. Dạ, muôn đâu lạc vương, công chúa vẫn đi về khắp chốn cùng quê, yêu quý lạc dân làm điều thiện phúc. Này biết dân Chử phá trong riêng đang mất mùa hạn hán, hẳn là công chúa muốn ở lại cứu giúp thần dân nở. Hoàn lạc hậu, ông thật là hồ đồ. Việc nó đã dành ra đó, ta nào đâu dám đặt điều bối xấu Mỹ Nương. Giờ nàng lại thành thân với một kẻ tiểu tốt vô danh. Dạ, nàng đâu ký đến uy danh của đất nước Văn Lang nhỉ? Trong chuyện này tệ còn nhiều điều ẩn khúc. Dạ, mong lạc vương người minh xét ngọn ngành ạ. Muôn tâu lạc vương, công chúa là người hiếu đế thảo hiền, sao lại dám làm điều trái đạo? Dạ, việc này xin lạc vương minh xét ạ. Dạ. Dạ, khởi bẩm lạc vương. Có việc gì? Vợ chồng công chúa Thiên Dung đã hồi triều, xin yết kiến lạc vương ạ. Có lỗi. Dạ. Vợ chồng công chúa tên họ Chử dám tới đây, đoán coi ta thật chẳng ra gì. Dạ, dạ khỏi bẩm lạc vương, việc này chẳng cần phải xét duy ạ. Ta cứ chém đầu ngay tên hạ dân họ Chử. Dạ, để sao? Dạ khỏi bẩm lạc vương, tội hình không nga tránh được ngàn vương pháp, thời muốn huy phải triển bại thân danh liệt, ai chống lại uy danh lạc để vương nghi. Tội đất vua ai mà thương nghi thân này, quyết người các vị thứ là ghét lúc thời tiên ngoại nhà, lạc vương nghi các vị thứ là kẻ chiếm công người đâu? À, có đòi công chúa Tiên Dung và tên hạ dân họ Chử vào trong. Có đòi công chúa Tiên Dung và Chử Đông Tử vào trong. Xin bái ít lạc vương. Chử Đồng Tử, người thật to gan, dám mê hoặc con ta mình như công chúa. Phụ vương, chẳng tuy thân phận nghèo khó, nhưng trung thực cảm may, nhân nghĩa thủy chung. Chúng còn gặp nhau cũng bởi nhân duyên, nay chúng còn về đây, dạ, xin cha cho chúng con được thỏa niềm hạnh nguyện. Tiên Dung, có biết bao nhiêu hoàng tử các nước lân bang đang mong chờ được cùng con xe tớ kết tóc. Vậy mà con đã làm cho cha khó xử. Nước Văn Lang giảm danh muôn thuở, dân chúng thái hòa khắp chốn cùng quê, và không mong con lại trở về với một tên hạ dân hèn yếu. Khởi bẩm lạc vương, nó ấm thái hòa ư? Không, đó không phải là sự thực. Người nói sao? Khỏi bẩm lạc vương, mấy năm nay trời làm đại hạn, dân chúng mất mùa, thiếu đói triền miên, thiên tai dịch họa bay bùa khắp miền. Nó ấm thái hòa ư? Không, đó chỉ là trong hoài tưởng. Phụ vương, chàng nói đúng đấy ạ. Khỏi bẩm, thần chỉ có một ước nguyện, mong lạc vương tìm kế sách giúp lạc dân, dân ấm dân no, Văn Lang mới thịnh hưng. Dân đói khổ vận hàn là vật nước sẽ suy phi đó. Dạ, muốn tâu lạc vương, chàng Chử nói đúng đấy ạ. Vâng lạc tướng. Ây dạ, có chuyện đó thật sao? Ây dạ, khởi bẩm lạc vương, không hề có chuyện đó đâu ạ. Xin người chớ tin vào những kẻ nói năng bản mạng, rồi có ngày đất nước sẽ lâm nguy.
Đến chữ đồng tử tội tôi đã rõ ràng, xin lạc vương nghiêm trị. Chữ đồng tử, dạ, à, thiết triều hôm nay đâu phải để bàn định quốc kế dân sinh, mà muốn để hỏi tội ngươi, một tên tiểu tốt vô danh, dám chiếm đoạt con gái ta, mình nương công chúa. Con xin người. Thôi, ta cũng muốn nghe con nói gì luôn. Làm trái ý ta là đã phạm vào hướng pháp. Người đó, gõ cổ chữ đồng tử lại, gõ cổ hắn lại. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhưng không đáng. Dạ, chúng em xin vấn an công chúa. Cô nhìn chàng dữ à? Các em không cần đa lễ. Mọi việc đã chuẩn bị đến đâu rồi các em? Dạ, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng và đưa xuống thuyền rồi ạ. Chị đồng tử chàng ơi, những lần trước lên đường chàng vô cùng khí thế, nhưng lần này chàng có vẻ băn khoăn. Thế có điều gì chàng cứ dậy cứ giấc? Phu sư phụ tùy mọi đường ăn lẽ ở. Không không, nhờ có nàng mà dân chúng nơi đây được no đủ. Trong tim ta nàng như một vị thánh nhân. Điều băn khoăn do dự đã bao lần, phải nói sao cho nàng hiểu? Đạo phụ tử chẳng vẹn tròn chữ hiếu, nghĩa phu thê chẳng giữ tròn chữ tình. Chữ đồng tâm cùng nguyện đến ba sinh, đã theo chàng thì tương liên tương ý. Tình dù nàng quả là người có chung có thủy, nhưng lần này ta đi chắc phiền lụy đến nàng. Dạ, có điều gì xin chàng cứ nói. Nàng ơi, ta đã đi qua bao miền quê khác, thấy bệnh dịch hoành hành với các làng dân, người trưởng xá thì sung túc bội phần, khiến lòng ta vân vân khôn tả. Ở đảo Quỳnh Viên giữa ngàn con sóng cả, có một vị tăng sĩ biết phép lạ cứu người. Chuyến này đi ta quyết tìm tận nơi. Lại một lần nữa, để nàng phải đợi chờ trông mong. Không, chàng ơi, tâm chàng như sông sâu biển sâu, thiếp mong chàng học được phép tiên, cứu dân trên khắp mọi miền. Ngày về thiếp đợi đoàn viên tương phùng. Tình dung, tấm lòng của nàng khiến ta bội phần cảm kích. Giọng em. Dạ. Em là người ta tin cậy, sau khi người ta tới đảo Quỳnh Viên, việc giao thương ta sẽ giao lại cho em. Khi xong việc nhớ ghé qua đảo đón ta cùng về. À, vâng ạ. Anh Mùi. Anh ạ, dạ có anh em ạ. Anh ấy ở lại đảo cùng với chàng Trừ. Dạ. Việc chăm lo cho chàng là trong sự nhờ anh. Chị cứ yên tâm, việc này chị cứ để em bổ Mùi nó cơm em làm được hết ạ. Dạ. Trừ đồng tử chàng ơi, yên tâm kệ. Tình
người ta chưa nghe nhau. Nghe người ta liên quan đến nhà chú mình mếu mà ông không bắt chả hiểu gì. Cái này em mới đọc đi mua đi. Cô em tìm gì nhá. Tiếng em ra tới tận cửa chùa mới là chơi đấy. Trời cha nhỉ. Mà có biết không? Sao? Như thế cô em ấy cầm tay lăn mặt dặn dặn. Ôi này này này. Thề mất nhá. Ngại thằng chồng quê. Anh vừa nghe chú nói cái gì nhỉ? Anh thấy các cô nói câu này là gì? Cầm tay dao mặt dặn dặn. Chỉ thề mất nhất dạo hằng chưa quên. Chú đi 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 nói gì? Lái chứ bác chả hiểu gì. Bác biết là cầm tay lăn mặt cả này không? Đây là em đánh lạc tiếng. Chứ có đánh bác đâu mà chú chỉ sự. Nhưng mà này, cha
tướng đấy hả? Bác, bác ngồi đem kể cho mà nghe. Này, thế thế, bác có nhớ cô Mặc Cô Đảo, thị nữ của Mỹ Nương công chúa không? Xinh lắm. Ừ. Em là em thích cái cô Mặc ngay từ thời còn ở trong cung bác ạ. À. Xin lỗi đi. Thế nhưng mà Mỹ Nương công chúa ấy rất ghét tướng. Ừ. Thế cho nên là cô Mặc cũng ghét Lạc tướng. Ừ. Mà anh em mình là lính của Lạc tướng. Cho nên là cũng bị ghét lây bác ạ. Nói thật với chú là anh nhìn cũng Mặc Lạc tướng là anh cũng ghét từ lâu rồi. Anh này cũng đi chuẩn mấy lần đấy ạ. Nhưng mà này bác, lúc nãy chú tát vào mặt Lạc tướng nhìn anh thấy còn hơi nhẹ đấy ạ. Chứ nếu là anh ấy, cả cái này anh cho vào mặt Lạc tướng cũng gọi là ô này, này đóng mô này, đóng mô này. Ôi rồi, ôi rồi, máu mồm máu mũi Lạc tướng chảy rồi này. Ôi bạn ơi, sao chú đập bằng mồm Lạc tướng mà anh lại thấy đau? Giá này bác lại thấy không hài lắm. Để cho em bố rồi gây ra cho cái chuyện. Quên rồi. Hai người đang làm cái trò gì? Dạ, dạ chú con đang hàn huyên cơ mà. Em chịu. Các người đã tìm ra nơi đến của tên chữ đồng tử chúng ta. À, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Dạ, bông lệnh Lạc tướng con đã đi dò la tin tức ra cả. Thì thấy nó xuống thuyền đi tầm sư học đạo. Dạ, không phải là tầm sư lọc đạo đâu ạ. Mà, nó dắt lợn đi dạo ạ. Ừ, cái chứ. Dạ, dắt lợn đi chơi, ế lợn đi chơi. Các người, có người định đùa ta sao? Không đùa đâu ạ. Ta giao cho hai người về trước để dò la tin tức. Mà đến giờ này vẫn im bặt tăng hơn. Hôm nay ta về đây là để kiếm cớ bắt người. Vậy mà tên chữ đồng tử đi đến đâu các ngươi cũng không biết. Ta lấy cớ đâu mà buộc tội hắn vậy? Ôi dạ, dạ, kiểu gì cớ buộc tội thì nhiều lắm ạ. Để con kể cho Lạc tướng nghe nhá. À, dân chữ xá nhà nhà lo đủ. À, cái tội đâu là của trang chuyển với tên Dung. Mà cái tội này là phải phạt nặng với tôn tâm nhà. Mà ai mà để dân ấm no sung sướng thế đâu nhỉ? Đấy, 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 cái tội to là nó à. Chăm lo cho dân còn tốt hơn cả Lạc tướng. Ừ. Đã thế lại còn chắc mỗi quân phường dệt lụa đẹp tuồn đi muôn phước để đổi trao sản. Đái, cái tội to là nó ở cái chỗ này ấy. Ừ, chỗ này ai để đi lo cho Lạc dân thì sướng hơn cả quan bao giờ. Cái tội này phải phạt. Đúng. Mà tên chữ đồng tử quá là láo sợ. Dám lập phường buôn một chiếc chỉnh tấu con trên đấy là tội thứ nhất. Tội. Dệt lụa đẹp, trồng gạo ngon mà chưa cống nạp lên triều đình ấy là tội thứ hai. Lờ lãi xin xôi mà trốn thuế ấy là tội thứ ba. Mà cái tội này mới là cái tội lớn nhất ấy, chính là... Là nâng tay trên Thiên Dung công chúa là công chúa. Nghe nói gì ấy? Lớp cất có thể thật chắc lưỡi nghe không? Dạ, con bị mồm con ạ. Nhưng chưa làm gì. Mà phải rồi, chính cái tội này mới buộc khắc vào chỗ chính. Cái thử dạ, cái tội gì mà to thế ạ? Tội thích chữ lưu thẳng. Cái này có. Tội xúi dục lòng dân để lật đổ triều. Điều, có. Ê mấy ta, ta nghe thời người trốn đi đường nào. Ta không lên là người đắc xây thì yêu đình là đình triều đình này sẽ gì à ý ta bảo là bảo quy bảo tận hạ ta xem ở người quỷ nói xin gì đấy thì tìm chung thời ta sẽ có được là triều đình là đình triều đình rồi sẽ lột mặt thay ra. Cổ chưa mỏng đâu. Mỗi một. Dạ. Hai người nghe ta nói đây. Dạ con nghe thì mới nhờ đi. Ta sẽ về tâu với Lạc Vương. Khởi binh về đây bắt tên hạ dân họ chữ. Còn hai người tiếp tục ở lại. Dò la tin tức không để cho chúng trốn thoát. Nghe không? Nghe rồi. Thank you.
để anh em mình ở lại đây. Ừ, em biết rồi, nhân cái đà sao anh em mình ở lại đây luôn. Ở lúc bốn đi theo đi quân gian là đó, em nhục này đừng có con là đó mà anh thế buồn nó làm người quá. Nhân thì là bỏ quách được nhỉ, bỏ quách đi bác ạ. Mà đây quách này anh bảo đây thế chú ở đây chú định làm cái gì? Em á này em nghĩ rồi, em ấy là bỏ chỗ tối tìm ra chỗ sáng ở đây với anh chỉnh gọi chị Tiên Dung. Ừ, và hơn nữa là cũng được để gần với công an thì giỏi. Với lại em thiêu nghề kiểu vũ ghé. Ừ, cái nghề mà bác chân chân mắt cái này còn bác này hả? Nhưng mà anh nhắc cho chúng nhớ này. Ừ, đời người sống chỉ một lần, sống sao cho xứng chứ nhân ở đời. Ôi trời, văn văn thơ gớm gì vậy? Ừ, này hả? Nhưng mà chú định làm nghề gì? Em bảo tôi đây, em vẫn bán chân chân mắt à. Ừ, thế còn bác anh nhá. Ừ, anh nói nhược cha sớm tối vào ra ta đi đóng gói. Đóng gói hả? Thôi thế này, em vẫn trong lối này. Ừ, bác thầy tối có kia thôi, anh em mình đi hành nghề thôi. Nói gì hành nghề thôi.
chàng ơi, phần yêu ý mong manh. Thank you.
đạo ơi, tình hạ đi em. Đạo tôi làm sao thế này? Chỉ biết giống ơi, đạo của em làm sao thế này? Chữ đồng từ cha ơi, chẳng về muộn mất rồi. Tiên Dung, xin hãy thứ lỗi cho ta. Trên đường về qua bao làng quê khác, ta phải dừng lại cứu chữa cho những lạc dân, nên lập trình có trễ đôi phần. Ta không ngờ lại chậm chân một bước. Anh Trường ơi, em biết rằng phép tiên chỉ có thể cứu cho người bệnh, không thể cứu được người chết sống nào. Nhưng em xin anh, em xin anh hãy thử một lần này. Hiểu xong, anh em ta tự như thủ tục, ta sẽ vì em gắng sức một lần. Không được, anh Trường, anh đã quên lời thầy dặn rồi sao? Anh Trường, em đừng lo cho ta. Có chuyện gì vậy anh Trường? Chị Tiên Dung, trước lúc rời đảo, thầy có trao cho anh Trường chiếc thầy thỉnh quyết ngôn giúp người bệnh hóa lành. Nhưng muốn cứu người chết sống lại thì phải đổi bằng chính thời gian sống của mình. Pháp mặt gửi bảo thầy giao ta trọng trách dùng phép tiên cứu bánh tinh lầm than. Nếu chỉ vì muốn được yên an thì không xứng với những gì thầy ban tặng. Chưa, ý ta đã quyết, xin mọi người hãy lùi bước ra sau đi. Thank you.
ngọt lắm. Ngọt ơi chuối, ngọt ơi chuối, ngọt ơi. Bác muốn ơi chuối. Em thử em toạch bác ạ. Anh cứ tưởng anh coi rồi. Người đi như qua xe em nhờ. Miệng thì thở hát ra. Ôi trời ơi. Thế mà khí lạnh nó chỉ phả vào em một cái. Anh đang nhũ như dưa, mềm như bún. Thế mà tự nhiên chân tay này thằng chắc lại khỏe như trong mặt anh thế. Tao đã nhận ra hai thằng này rồi. Có phải hai thằng này là lính Triệu Đình không ạ? Bà quân, cho em một trận. Ơi, anh ơi, anh ơi, em hoàn hồn, ấy chết ạ, em hoàn lương rồi ạ. Công chúa tiên
vậy là dông bão đã qua trời cao sáng lại, tiếng cười tiếng nói lại vui khắp thôn trang. Nhưng vẫn còn một điều khiến lão băn khoăn, ta phải sang gặp hai người bày tỏ ra. Có được gì xin cụ cứ dậy ạ? Trưởng xá quê ta ngay bên dòng sông cái, nhưng lòng sông lại cạn, bãi cát lại to. Một chàng đã thuận nghề trồng dâu nuôi tằm, dệt lụa ương tơ. Này Tiên Dung về đây mong giúp mọi người nó ấm, nhưng muốn đủ đầy thời còn lắm gian nan. Trời ơi, nghe cụ nói giờ con mới nhớ. Con được thầy Phật Quang ban phép một cây gậy này, bao ước nguyện Hoàng Thiên sẽ để đáp. Gậy cắm xuống, lâu đài thành quách sẽ mọc lên, nơi đây sẽ trở thành một miền chủ phú, lộ vàng quê ta sẽ đi khắp xứ. Bến sông quê sẽ tấp nập thương thuyền. Mật có hiểu cho lòng tôi không? Mật ơi!
chiếc bóng mình đơn côi mỗi bao đêm thời anh ngủ anh thì lắm ngon dài mà như thế anh bật ngồi mắt tôi nhớ để không thành cái thân anh đi anh xin chào anh được anh anh đôi trong Thank you.
Anh xin nàng chút thuê trong uống công cha đến yêu
thương chiều chuộng. Dạ, dạ khởi bẩm lạc vương, công chúa từ nhỏ đã thùy mị cung lương, lớn lên lại là một cha thiên hương quốc sắc, vậy mà lại bị tên hạ dân họ Chử bỏ bùa mê hoặc. Dạ, nhận giặc làm chồng mà lại trúng cả lạc vương. Dạ, việc này xin lạc vương hãy mau nghiêm trị. Ngài lạc tướng, ngài săn đón ta bao năm nay đâu phải vì tình si luyến ái, chẳng qua là vì chiếc ngai vàng thừa kế mà thôi. Dạ khởi bẩm lạc vương, không hề có chuyện đó đâu ạ. Lòng trung thành của thần, lòng trung thành của thần có đất trời chứng giám mà. Mưu đồ muốn chiếm ngai vàng của quan lạc tướng thì ta chưa nhìn thấy, những kẻ xây lâu đài điện ngọc hạnh quách trở với lại chàng rể quý của ta đi sao? Dạ lạc vương thật là anh minh sáng suốt. Nữ đồng thứ, người đã dùng loại tà đạo nào, người đã dùng loại tà đạo nào mà chỉ cần cắm cây gậy xuống đất là sau một đêm thành quách đã mọc lên? Không, người nói đi. Khởi bẩm lạc vương, cây gậy của tăng sĩ Phật Quang làm tiên khí không phải tà đạo. Lòng của chúng con chỉ có một chữ tâm, không có mưu đồ nào khác, vẫn yêu kính và hiếu trọng với lạc vương. Dạ khởi bẩm lạc vương, từ chỗ xúi dục lòng dân thu phục nhân tâm tới giấy minh làm phản chỉ cách nhau có tí tỉ tỉ vi thôi ạ. Dạ nếu lạc vương không tin, xin lạc vương hãy ra lệnh cho tất cả chúng dân bắt ngay tên hạ dân họ Chử, xem chất tình này sẽ theo ai nhỉ? Phải lắm, hỡi lạc dân, hãy trói tên họ Chử lại cho ta. Ở lại à, xin lạc vương ra ơn ạ. À, xin lạc vương ra ơn ạ. Dạ khởi bẩm lạc vương, người thấy rõ cả rồi chứ ạ? À? Chứ đồng tử. Dạ. Người nói người yêu kính và hiếu trọng với ta, nếu cắm cái gậy xuống thành lưới mọc lên thì chẳng phải người nhấc cây gậy lên sẽ ấm êm mọi chuyện hay sao? Khởi bẩm lạc vương, nếu rút cây gậy lên, lâu đài thành quách sẽ mất và lòng người cũng mất. Người đừng có nguy ngôn xảo ngôn, ta ra lệnh cho người phải rút, nếu không thì lính nhau rút cây gậy lên cho ta. Rút cây gậy lên. Bên này nếu không chờ đi thì hậu họa sẽ khôn lường đó ạ. Vương tử, người dám cháy lên ta sao? Giờ lệnh cho ngươi phải rút. Hiển chất, xin cha hãy suy nghĩ lại. Nếu rút cây gậy lên thì cha con ta sẽ mãi mãi không còn gặp lại Phượng Thiêu. Hoàng đường, không tin. Chứ đồng tử, ngươi lập tức cải thi hết. Nếu không ta sẽ cho toàn bộ vùng này thành bình địa. Khởi bẩm lạc vương, được, con sẽ làm theo lệnh của người. Hãy chờ. Khởi lạc vương, phá bỏ thành quách lâu đài thì rất dễ, nhưng người có phá bỏ được bức tường thành trong lòng dân chúng hay không? Không có ngai vàng nào đứng bằng ngai vàng trong lòng dân. Dân điêu đứng thì ngai vàng cũng điêu đứng. Dạ muôn tâm từng hay suy tàn cũng đi thôi. Thank you.
ngục. Đừng mượn lời nhân nghĩa mà xúc xiểm lạc vương. Hồn hồn, khốn hồn thì nhà ngươi hãy cũng rút máu cây gậy. Dạ, xin lạc vương ta ơn ạ. Tất cả lũ chúng là, cả lũ dân chúng là, muốn làm phản hay sao? Đấy đâu, giết, giết hết chúng nó cho ta. Thưa bà con trường xa, mình ta làm, mình ta chịu. Cụ ơi, con không muốn vì con mà lụy tới tất cả mọi người. Ta không muốn nhìn thấy cảnh máu chảy đổ nữa. Anh chứ, tin chú, tất cả có lẽ do ý trời đã định, ta sẽ xóa bỏ. Thưa bà con đã biết từng trồng lúa trồng rau nuôi tầm dệt lụa, đã biết từng giao thương đến khắp mọi miền. Nay dù lâu đài thành quách có bị phá đi, thì bà con Trường Xá đã từng có cho mình một chân móng lâu đài vững chắc. Chỉ cần có nhân tâm trí đức thì cuộc sống phồn hoa sung túc sẽ tự đến mà thôi. Anh Dung, đã đến lúc chúng ta phải đi rồi. Một lần này hai ta xin bay. Anh Dung, Tiên Dung. Anh Dung. Thank you.
Không. Chị. Tử ơi, thật thật có lỗi với các con.
hỡi lạc dân, dạ, hãy rộng lòng thứ tha cho những lỗi lầm sai trái. Ta đã phải trả giá cho những điều mê sảng. Nhưng hãy tin, ta không phải là kẻ không biết sửa chữa những sai lầm. Nếu như tất cả đồng lòng vượt qua mọi vất vả gian truân, để Vân Nam ngày càng hùng mạnh, để Lạc Dương lại muôn phần sung túc, ngày hôm nay nơi đây dạ trạch, ta sẽ cho lập đền thờ hành lễ với Hồng Nam. Lạc Dương an ninh. Kìa, bốc đàn anh vàng trên đám mây xanh, chẳng chừng vật gì tiếp xúc đã hóa thành một nơi hạ. Thank you.